Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 8 tháng 6 năm 2017, 7 bị cáo kéo đến quán trà sữa ở khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc để tìm đánh hai nhân viên của quán là em Nguyễn Thị Quế Trân, 13 tuổi và Trần Thị Kim Hương, 16 tuổi. Khi đến nơi, cả nhóm xông vào đánh hai em này và trong lúc hỗn loạn, bị cáo Quyên đã dùng dao đâm chết em Trân. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận do có xích mích trước đó với Trân và Hương trên mạng xã hội Zalo nên đã rủ nhau đánh hai em này nhằm giằng mặt nhưng không ngờ lại gây ra hậu quả chết người. Sau giờ nghị án, xét mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo mức án từ 6 đến 12 năm tù giam về tội giết người. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền trên 150 triệu đồng.